Sau 6 ngày nằm viện, điều trị phục hồi, sức khỏe của bà Ngát đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Khác với những lần điều trị trước, đợt này vào viện, bên cạnh các biện pháp điều trị bằng phương pháp không dùng thuốc, bà Ngát đã được kết hợp sử dụng thuốc sắc để tăng hiệu quả điều trị bệnh. Đến năm nay là hơn một cái chúng tôi có thuốc bắc, ngày uống 2 lần, mỗi lần là 1 cốc này. Thế cho nên chúng tôi cảm thấy là cái sức khỏe là tiến triển rất nhiều. Trung bình, mỗi ngày Bệnh viện Y Dược Cổ truyền tỉnh điều trị nội trú từ 220 đến 250 bệnh nhân. Đấu thầu thành công lượng thuốc lần này không chỉ là bệnh nhân mà các y bác sĩ điều trị cũng rất phấn khởi. Trước đây thì bệnh nhân chưa có thuốc thì nhiều hầu hết là sử dụng các cái cao đơn hoàn tán kết hợp với các thủ thuật vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Thì mức độ điều trị bệnh nhân thì cũng tương đối là ổn định, nhưng mà khi mà có thuốc bắc rồi chúng ta kết hợp các phương pháp điều trị bằng vọng văn vấn thiết kết hợp với thuốc da giả. Chúng ta điều trị bệnh nhân thì các bệnh nhân đều có đạt kết quả tốt. Đầu năm 2024, bệnh viện đã tự đấu thầu thuốc và trúng thầu được hơn 70 vị thuốc trong tổng số 138 vị thuốc nằm trong danh mục, phần nào đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người dân. Sau 2 năm không có thuốc, cũng thực sự quan tâm của cấp, đặc biệt là Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như là Sở Y tế đã tạo điều kiện cho bệnh viện. Những cái cơ chế thì bệnh viện cũng đã triển khai gói thầu phải đến gần 1 năm. Thì bệnh viện trong quá trình mới thầu được. Thì hiện tại bây giờ thì đã thầu được thuốc và lượng thuốc về y học cổ truyền cũng đáp ứng được khoảng 7 đến 80% cho người bệnh.